chào quý vị, bản tin cập nhật mảnh ghép cuộc sống lúc 21 giờ 50 phút tối 16 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý được chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, người dân các địa phương hạn chế đi lại liên tỉnh để đảm bảo an toàn. Tại Nghệ An, các nhà ga bến xe vì thế trở nên vắng vẻ hơn mọi ngày. Thường xuyên chạy tuyến Vinh Hà Nội, nếu như ngày thường, mỗi chuyến xe của nhà xe Tứ Minh có từ 30 đến 35 hành khách, thì nay đã giảm hơn 80%. Thậm chí sau 3 ngày bỏ tuyến, hôm nay nhà xe Tứ Minh mới bắt đầu nối tuyến trở lại, nhưng cũng chỉ có vài người khách đi Hà Nội. Chúng tôi là chạy tuyến Vinh Hà Nội, ở Hà Nội đó là đang còn có cái vấn đề dịch, cho nên là khách khứa đi lại là hoàn toàn là rất vắng. Chạy một lượt một ngày như vậy là không đủ chi phí để trang trải vấn đề xe, mà buộc chúng tôi phải chạy để mà đưa đón khách. Trung bình bến xe Bắc Vinh mỗi ngày có tới gần 1.000 hành khách đi và đến từ 15 tỉnh thành trong cả nước. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách ở đây đã giảm đến 90%. Cảnh tượng ồn ào đông đúc thường ngày đã không còn. Những hàng ghế đợi khách trống không, lượng xe nằm chờ tại bến xếp hàng dài. Cái tần suất chạy xe thì cũng đã giảm, và biến số cái hành khách thì là cũng là hồi vừa giảm rất là nhiều. Nên là về đại dịch này thì gọi là nhân dân và con cũng hạn chế đi lại là để ngăn ngừa cái dịch này. Hiện tại, các hãng hàng không đã tạm dừng khai thác hầu hết các đường bay quốc tế mà chỉ phục vụ bay nội địa. Để đảm bảo an toàn cho du khách, cảng hàng không quốc tế Vinh đã bố trí lực lượng phục vụ 24 giờ mỗi ngày, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn cho hành khách. Tại đây cũng có phòng cách ly tạm thời, phòng khi tình huống xấu xảy ra. Với công tác phòng chống dịch bệnh ngay từ những ngày đầu của cảng không quốc tế Vinh là làm rất tốt, cho nên là cái lượng hành khách đi lại cảng quốc tế Vinh là trước có cái tâm lý gọi là lo lắng nhiều và rất yên tâm khi qua lại cảng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát y tế đối với hành khách, đặc biệt là hành khách đến từ các tỉnh hoặc khách nước ngoài tại các đầu mối giao thông để kịp thời xử lý các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, mặc dù đang là tháng cao điểm của mùa du xuân lễ hội, nhưng du lịch Nghệ An đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có do tác động tiêu cực của dịch bệnh. Trước thực trạng này, ngành du lịch cũng như các đơn vị lữ hành đã chủ động các phương án ứng phó với dịch bệnh, chuẩn bị các điều kiện để khi dịch lắng xuống sẽ khôi phục trở lại. Những ngày này, thay vì bận rộn nhận tour và sắp xếp hành trình tour cho du khách, thì công ty cổ phần du lịch Nghệ An lại chỉ nhận được những cuộc gọi hủy tour. Để kích cầu du lịch ngay sau khi hết dịch bệnh nCoV, công ty đã lên phương án đào tạo nhân lực, truyền thông quảng bá, xây dựng sản phẩm mới đặc trưng để thu hút du khách trở lại. Thì trong thời gian sắp tới, một trong những cái vấn đề mà các cơ quan chức năng cần vào cuộc đó là tung ra những cái gói kích cầu để hỗ trợ cho các doanh nghiệp để khôi phục lại cái thị trường, hâm nóng lại thị trường để giúp cho các doanh nghiệp có thể trở lại với cái quần máy, với cái dòng chảy kinh doanh và thường lệ. Theo thống kê của ngành du lịch Nghệ An, lượng khách lưu trú ở khách sạn giảm từ 85 đến 90%. Lượng khách đến các nhà hàng phục vụ du lịch, các điểm đến du lịch cũng có mức giảm tương tự. Các công ty lữ hành du lịch trắng tour cho đến tháng 4 năm 2020. Thiệt hại là vậy, thế nhưng các công ty đơn vị du lịch ở Nghệ An xác định đây là quãng nghỉ để xốc lại nhân sự, đào tạo nhân viên tại chỗ, khai thác nghiên cứu thị trường, tìm các điểm đến mới. Để khi dịch bệnh lắng xuống, nhu cầu du lịch tăng trở lại thì sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách. Trước tình hình như vậy thì Hiệp hội đang tổ chức họp những cái chuyên đề, tổ chức các hội nghị như hội nghị và cái kích cầu để giải pháp sau khi mà dịch đã qua, trước những cái đoàn kích cầu như các chương trình kích cầu đón các đoàn farm trip về khảo sát tại Nghệ An, vì Nghệ An là một trong những cái điểm mà những cái nơi và địa phương cũng đang an toàn. Để giải cứu du lịch, Sở Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch Nghệ An đã bàn giải pháp thống nhất xúc tiến quảng bá xây dựng chương trình kích cầu để duy trì sự tin tưởng của khách du lịch về hình ảnh điểm đến Việt Nam an toàn và hấp dẫn. Là trong thời gian diễn ra đại dịch thì tập trung về công tác
tuyên truyền quảng bá điểm đến trên mạng xã hội, trên các website và trên các cái thông tin về các cái điểm đến để quảng bá. Song hành với cái đó thì là thường xuyên đăng tải cập nhật để cho mọi người biết là Nghệ An, Việt Nam và Nghệ An đến thời điểm này là một điểm đến an toàn. Năm 2020 là năm tỉnh Nghệ An có nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự chung tay vào cuộc của Hiệp hội Du lịch Nghệ An sẽ tập trung tuyên truyền quảng bá tour tuyến điểm đến ở Nghệ An với nội dung chính là hình ảnh Nghệ An thân thiện, văn minh, an toàn và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Sở Du lịch Nghệ An cũng tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để nghiên cứu giải quyết, xây dựng chương trình kế hoạch sự kiện du lịch nhằm thu hút du khách ngay sau khi hết dịch bệnh. Chuyển sang thông tin khác, các bến xe Hà Nội được xem xét kéo dài thời gian hoạt động ban đêm từ 0 giờ đến 5 giờ sáng để giảm ùn tắc giao thông ban ngày. Đây là nội dung có trong dự thảo đang được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nghiên cứu triển khai. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, phương án tăng tuyến xe khách chạy đêm sẽ được đơn vị xin ý kiến các doanh nghiệp, ban ngành trước khi báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố và Bộ Giao thông Vận tải. Về vấn đề này, đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội bày tỏ chưa đồng tình bởi lượng hành khách tại các bến xe thường tập trung vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều. Ngoài ra, hiện nay các bến xe vắng khách chỉ đạt công suất khoảng 50-60%. Do đó, đơn vị này lo ngại có thêm xe chạy ban đêm sẽ gây lãng phí cho doanh nghiệp và tăng chi phí hành chính của bến xe. Hiện tại nước mặn đã bao trùm toàn bộ khu vực tỉnh Bến Tre, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân. Theo dự báo, trong tuần tới, hạn mặn sẽ ảnh hưởng khốc liệt nhất, đặc biệt là vùng sản xuất cây giống và trồng cây ăn trái của huyện Chợ Lách. Để ứng phó trước sự gay gắt khốc liệt của hạn mặn, người dân địa phương đã chủ động tích trữ nước ngọt phục vụ sản xuất. Mỗi ngày, hơn 30.000 sản phẩm cây giống trong diện tích 5.000 m2 đất của anh Đặng Văn Oanh cần hơn 30 mét khối nước để tưới, với chi phí hơn 3 triệu đồng một ngày. Năm nay, nước mặn xâm nhập nhanh và kéo dài, cho nên các mương vườn không thể trữ nước, nên anh đã cho đào hố lót bạt trữ nước, thuê xà lan chở nước ngọt từ thượng nguồn về tưới cho cây. Theo anh, nguồn cây giống hiện nay đang rất cần nhiều nước. Nếu không đủ nước ngọt để tưới, thiệt hại sẽ rất lớn. Cái đầu tư cái ao mình cho cái diện tích nước này nó hiệu quả rất là cao. Tại vì ví dụ như nước này đó, mình đưa vô cái độ mặn của nó là bao nhiêu là nó bao nhiêu. Ví dụ như 0,12 là 0,12. Còn mình tưới dưới nước sông á, có khi đôi lúc nó tăng lên lúc nào mình đâu có biết. Thì mình tưới nó sẽ hư cây của mình. Trước nguy cơ ảnh hưởng do hạn mặn kéo dài, người dân đã chủ động xây dựng ao hồ tích trữ nước. Túi trữ nước cũng được người dân sử dụng. Túi trữ nước không bị bay hơi nước, có thể cơ động đặt được nhiều nơi, giá thành rẻ, thích hợp cho nhà vườn làm cây giống. Mỗi túi trữ nước trữ được từ 15 đến 20 mét khối nước. Tại Chợ Lách, hơn 1.000 túi trữ nước được người dân sử dụng. Người ta tưới dư nước hoặc ta mua nước gì ta trữ sẵn. Trong thời gian mà còn nắng với hạn kéo dài đó, người thấy hiệu quả này bà con người ta xài nhiều lắm. Cái bồn này thì hiệu quả hơn cái hố. Thứ nhất là cái hố này để thời gian sau nó bốc đi hết rồi, bốc hơi hết. Còn cái bồn này thì cái bốc thoát hơi nước là thấy hình như không có. Thành ra cái hiệu quả sử dụng cái túi này rất tốt. Chúng tôi cũng đã tổ chức một cái hệ thống đo độ mặn khắp 10 xã thị trấn. Mỗi xã như vậy ít nhất là 5 điểm đo và tổ chức thông tin những cái độ mặn hàng ngày, thậm chí là hàng giờ theo cái con nước thủy triều và đưa lên cái mạng xã hội Facebook, Zalo để cho người dân có thể cập nhật một cách nhanh nhất. Và ngoài ra thì chúng tôi vận hành một cái hệ thống đê bao mà đã được đầu tư trong các năm qua cùng với cái hệ thống nắp cống trong và ngoài để làm sao là ngăn mặn và trữ nước ngọt để tưới. Và cũng phát động người dân là thực hiện tất cả các giải pháp trữ nước để tưới trong cái mùa hạn mặn. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Lách, toàn huyện có hơn 8.000 hecta diện tích trồng cây ăn trái, trong đó có hơn 5.000 hecta cây ăn trái đặc sản sầu riêng, chôm chôm, sản lượng hơn 110.000 tấn trái một năm và hơn 1.000 hecta sản xuất cây giống với hơn 30 triệu sản phẩm mỗi năm. Do đó, nguy cơ thiệt hại do hạn mặn gây ra rất lớn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật mảnh ghép cuộc sống lúc 21 giờ 50 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bản tin thời sự tiếp theo cũng trên kênh truyền hình BRT.